lựa chọn gia công mỹ phẩm, một trong những yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp B2B không thể bỏ qua là hiệu quả dưỡng ẩm và khả năng giữ nước của sản phẩm. Với nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng khắt khe, đặc biệt là về các giải pháp chăm sóc da hiệu quả và an toàn, HA đang là thành phần vàng trong các dòng mỹ phẩm dưỡng ẩm. Vậy tại sao HA lại quan trọng và làm thế nào để bạn có thể đưa sản phẩm chứa HA vào danh mục của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng? Hãy cùng Dạ Thảo Lan khám phá cách chúng tôi tối ưu hóa thành phần này để tạo ra các sản phẩm dưỡng da chất lượng mang đến hiệu quả cấp nước sâu và dài lâu. Cơ chế hoạt động của HA hút nước từ môi trường xung quanh. HA hoạt động như một thỏi nam châm hút nước, từ đó giúp giữ ẩm cho da bằng cách hút ẩm từ không khí vào lớp da bên dưới. Cấp nước sâu và bền vững không chỉ ở tầng bề mặt, HA có khả năng thấm sâu vào lớp biểu bì, giữ nước ở các tầng sâu và giúp da luôn căng mọng, tươi trẻ. Cải thiện độ đàn hồi của da nhờ cơ chế giữ nước tốt, HA giúp tăng cường độ đàn hồi, làm giảm nếp nhăn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. So với các thành phần dưỡng ẩm phổ biến như glycerin hay ceramide, HA không chỉ tạo màng bảo vệ mà còn thực sự cấp ẩm sâu từ bên trong, giúp da ngậm nước lâu hơn. Điều này đặc biệt phù hợp với các nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay khi họ không chỉ cần sản phẩm dưỡng ẩm tức thời mà còn mong muốn hiệu quả lâu dài và bền vững. Trong khi glycerin có thể tạo cảm giác nhờn rít, HA nhẹ nhàng hơn, mang đến trải nghiệm thoáng mịn, thoải mái và vẫn đảm bảo da luôn ẩm mượt. Tại Dạ Thảo Lan, chúng tôi hiểu rõ tiềm năng to lớn của HA trong ngành mỹ phẩm dưỡng ẩm và luôn tìm cách tối ưu hóa hiệu quả của thành phần này. Thông qua công nghệ tiên tiến với các phân tử nhỏ, chúng tôi đảm bảo HA thấm sâu hơn, từ đó giúp sản phẩm đạt hiệu quả dưỡng ẩm tối ưu mà không gây nhờn rít. Các doanh nghiệp có thể cung cấp các sản phẩm không chỉ dưỡng ẩm hiệu quả mà còn có thể cạnh tranh vượt trội trên thị trường. Dạ Thảo Lan cam kết đồng hành cùng bạn từ nghiên cứu công thức đến sản xuất và kiểm định chất lượng, giúp bạn mang đến cho người tiêu dùng giải pháp dưỡng ẩm chuyên sâu và đáp ứng xu hướng ngày càng tăng về sản phẩm dưỡng da. Đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích về chăm sóc da và xu hướng mỹ phẩm mới nhất. Hãy để lại bình luận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại.